Nhà thuốc Đông y Khương Chờ thảo dược vùng Tây Bắc. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Chờ. Hôm nay Khương Chờ giới thiệu với các bạn một cây thuốc để chữa bệnh trĩ nhé, trĩ nội, trĩ ngoại và chữa xương khớp các bạn nhé. Cây này người Tây quê mình gọi là con năng pinh các bạn. Đây. Có người thì gọi là dây cao su bởi vì cái nhựa này các bạn nhé, này, cái nhựa này. Sau khi nó khô đi dính kéo ra như cao su cho nên người ta gọi là cây cao su hay còn gọi là cây năng pinh. Cây này là một loại dây leo không có tua quấn các bạn nhé. Đây này, dây leo này không có tua quấn, dây lúc non có màu xanh, không có lông, lá mọc đối các bạn này. Đây này, bạn nhìn này, lá mọc đối nhá, lá mọc đối này, lá rộng từ 3 đến 4 cm nhé, dài từ 15 đến 20 cm. Lá thuôn dài hình đĩa mác, cả hai mặt lá đều không có lông. Các bạn nhớ nhé, cả hai mặt lá cây này đều không có lông. Chúng tôi thường thường hay lấy cây này các bạn nhé về để làm thuốc trĩ và thuốc xoa dạ con. Bài thuốc trĩ và thuốc xoa dạ con thì chỉ có như thế này này. Cây năng pinh này, lấy cái cây này nhé các bạn này, này. Băm ra, phơi khô lắm đấy các bạn vừa thấy không? Rất là nhiều nhựa, nhựa trắng tinh. Băm ra, phơi khô một nắm. Rễ cây bỏ rụt, băm ra phơi khô một nắm. Cây bùn bụt, băm ra phơi khô một nắm. Ba vị này thôi nhé các bạn nhé. Các bạn làm thành một thang thuốc trĩ cho bệnh nhân luôn uống. Ngoài ra, cây này còn làm thuốc cường dương tráng khí đó các bạn nhé. Làm thuốc khớp rất là tốt. Nhưng mà hôm nay tôi giới thiệu các bạn cái bài thuốc trĩ rồi đấy. Đây là cây này. Tôi nói với các bạn này, hôm nay tôi đi rừng rất là may, tôi gặp được cây này luôn. Chứ còn nhiều bạn quê ở đây đấy, nhưng mà đi không gặp được. Vì sao? Các bạn không nhìn được lá nó. Mà các bạn nhìn dây ấy, thì nó tùm không nhìn lá. Tôi đứng ở trên cao, tôi tia ống nhòm xuống các bạn nhé. Tia ống nhòm xuống là nhìn thấy luôn. Nhìn thấy luôn là tôi xuống đến cái điểm này là tôi vớ được luôn đây các bạn nhìn này. Một quăng nữa này mà. Chắc phải được 2 xe. Đây, dây to này mà các bạn nhìn. Đấy, to lắm. Không phải bé đâu, rất là to. Đấy. Chặt phát ra nhựa luôn. Đây. Đấy. Đây là dây năng pinh nhá, hay là dây cao su để chữa bệnh khớp đây các bạn nhìn. Lá mọc đối này. Lá xanh này. Không có lông này, ngọn non khi già màu xám này, có nốt sần này. Đây, có nốt sần. Xin chào tạm biệt các bạn nhé.